Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Thanh Tú. Hôm nay mình sẽ trình bày về một tệ nạn xã hội có hậu quả vô cùng nghiêm trọng, đó chính là nghiện ma túy. Ma túy là một chất kích thích có nhiều rất là nhiều loại như là cỏ, bột, đá, khác với bia rượu và thuốc lá. Ma túy chỉ cần dùng một lần đã nghiện, và đây là chất kích thích bị nhà nước cấm. Người dùng ma túy sẽ gây ra ảo giác và gây ra ảnh hưởng đến những người xung quanh. Tệ hại hơn nữa, việc tiêm trích ma túy còn có thể dẫn đến việc bị nhiễm bệnh HIV/AIDS. Hiện nay, 50% trong số những người nghiện ma túy đã bị nhiễm virus HIV. Để ngăn chặn việc càng ngày còn có nhiều người sử dụng ma túy, chúng ta cần tuyên truyền, giúp đỡ những người nào đã nghiện là phải cai nghiện. Người lớn cần làm gương và dạy cho con trẻ kỹ năng để không bị lôi kéo vào việc sử dụng chất kích thích nguy hiểm này. Cảnh sát cần kiểm soát chặt chẽ, nghiêm ngặt những vụ buôn bán, sử dụng ma túy bất hợp pháp. Mình mong rằng sau này số lượng người nghiện ma túy sẽ ít đi, và rồi một ngày nào đó sẽ hết hẳn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.